Kính thưa tất cả quý khán thính giả, Góc nhìn Hoàng Diều, sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023, từ thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, hôm thứ Sáu vừa qua ngày 3 tháng 2 là kỷ niệm sinh nhật 93 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 ở tại Hồng Kông. Qua 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dẫn đưa đất nước Việt Nam giải phóng được dân tộc, giành lại được độc lập, thoát ách nô lệ khỏi thực dân Pháp. 93 năm, Đảng Cộng sản Việt Nam có nhiều ưu điểm hơn là khuyết điểm. Thì ở bên hải ngoại, các cơ quan truyền thông báo chí, nhất là đài Radio Free Asia, đã có một cuộc tổng kết 93 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì năm vừa rồi, chiến dịch đốt lò đó của Tổng Bí thư thành công tới bao nhiêu và thất bại tới bao nhiêu và kết luận của họ như thế nào. Thưa quý khán thính giả, hôm nay tôi không làm đề tài những ưu và khuyết điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 93 năm qua. Nhưng tôi muốn làm một đề tài đơn đảng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam mang lại sự thái bình và phát triển cho đất nước là một nhu cầu tất yếu của việt nam không thể nào có đảng nào khác thay thế lãnh đạo đảng cộng sản việt nam được và chiến dịch đốt lò của tổng bí thư nguyễn phú trọng là một chiến dịch đáp lại đúng lòng dân việt nam nên tôi xin phản biện đôi điều những lý luận của các bác chống cộng cực đoan ở hải ngoại nhất là của đài Radio Free Asia. Radio Free Asia đã phỏng vấn một luật sư giấu tên không dám nêu tên ra và có sự tham gia của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ. Thì những người này cho rằng chiến dịch đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong năm vừa rồi có nhiều dấu khả quan nhất là đã không có vùng cấm. Những người nổi tiếng và có chức vụ trong bộ chính trị cũng như là trong ban chấp hành trung ương cũng đã bị chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú trọng và qua Ủy ban kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiểm tra và kỷ luật và có người chức vụ cao như là chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì chính chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã xin tự từ chức. Mở ra một chương sự mới, một văn hóa mới ở trong Việt Nam đó là văn hóa từ chức. Thì những người tham gia trong chương trình của Đài Radio Free Asia cho rằng đó là một sự tiến triển nhưng không có dứt được nạn tham nhũng vì cho rằng cốt cán của nạn tham nhũng là do đơn đảng. Mà đơn đảng đây là đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, thì cần phải có đa đảng thì đảng Cộng sản Việt Nam phải để cho các đảng phái khác tham gia hoặc là đảng Cộng sản Việt Nam phải tư bỏ sự lãnh đạo của đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý khán thính giả, cuối cùng thì Radio Free Asia cùng luật sư giấu tên đó cũng đã lộ ra ý định rõ ràng đó là dùng chiêu bài chống tham nhũng của tổng bí thư nguyễn phú trọng để kêu gọi đa đảng họ lộ rõ ý định đó tôi không thấy tiến sĩ cù huy hà vũ kêu gọi đa đảng nhưng luật sư giấu tên thì kêu gọi điều đó và họ nói nền tảng của việc kêu gọi này là do chống tham nhũng thì phải là đa đảng mới làm được còn đơn giản thì không thể nào triệt được gốc rễ của nó. Đây là một lý luận cùn, một ngụy biện, một sophism tức là một ngụy biện. Tôi xin đưa ra bằng chứng ngay lập tức. Thưa quý khán giả, nói thì phải có bằng chứng, nói có sách mắt có chứng. Tôi xin đưa ra CPI của Liên Hiệp Quốc. CPI đó là Corruption Perception Index của Liên Hiệp Quốc vào năm 2021 nhận định về các tiêu cực và tham nhũng của 180 quốc gia và các lãnh thổ vào năm 2021. Năm 2022 chưa có vì bây giờ mới tháng 2 thôi. Nên tôi phải lấy tài liệu mà cận nhất đó là cho năm 2021. 180 quốc gia và lãnh thổ thì đứng đầu về vấn đề trong sạch từ tính theo điểm 1 tới 100 thì cao điểm nhất là 88 điểm. Thì những quốc gia được 88 điểm là gồm có Finland, Denmark và New Zealand là đứng hàng đầu. Những quốc gia được 87 điểm đứng hàng thứ hai là Singapore, Sweden và Norway. Việt Nam được 39 điểm đứng hàng thứ 87. Tôi xin nêu một số quốc gia nổi bật như sau. Đứng hạng Bét là nước Nam Sudan. Tôi cũng xin nói rõ Nam Sudan là một quốc gia đa đảng nhé. Đứng trên Việt Nam có một số quốc gia mà chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất Đứng trên Việt Nam là có một số quốc gia mà tôi lưu ý đó là Taiwan được 68 điểm đứng hàng thứ 25. Nước Mỹ 67 điểm đứng hàng thứ 27. Hàn Quốc 67 điểm đứng hàng thứ 32. Cuba 46 điểm đứng hàng 64. Trung Quốc 45 điểm đứng hàng 66. sau Việt Nam thì có nhiều quốc gia đa đảng. Thí dụ như là Argentina 38 điểm đứng hàng thứ 96. Và có cả Indonesia cũng 38 điểm đứng hàng thứ 97. Có nước Thái Lan 35 điểm đứng hàng thứ 110. Có nước Philippines 33 điểm đứng hàng thứ 117 Có nước Paraguay 30 điểm đứng hàng thứ 128 Ở nơi đây tôi không nói như thế là Việt Nam trong sạch Nhưng tôi nói theo đánh giá của CPI Như thế Việt Nam đứng hàng thứ 87 Còn hơn rất nhiều quốc gia đa đảng Mà như tôi vừa mới nêu lên là Indonesia, Philippines, Thái Lan, Paraguay, vân vân. Nên không thể nào nói vì đơn đảng mà có tham nhũng và tiêu cực, chỉ có đa đảng thì mới triệt hạ được tiêu cực và tham nhũng. Cơ bản nền tảng suy tư của họ mà như thế sai trái vô cùng thì chắc chắn những suy nghĩ và kết luận của họ hoàn toàn sai họ nói đều là do cảm tính và sự suy nghĩ cá nhân của họ không dựa lên trên thực tế và các con số khoa học đây tôi đưa ra những con số khoa học như thế đa đảng ở philippines ở tại indonesia ở tại thái lan ở tại paraguay ở tại các quốc gia nam mỹ thì nạn tham nhũng và tiêu cực rất là trầm trọng Trầm trọng hơn Việt Nam Còn đơn đảng như là Cuba Đứng hàng thứ 46 mà thôi Như Việt Nam đứng hàng 87 Còn Trung Quốc cũng gần bằng nước Mỹ thôi Mỹ là lưỡng đảng Trung Quốc là đơn đảng Hai bên cũng xích sát nhau Cách biệt nhau không có xa lắm Nên bản chất của tham nhũng và tiêu cực Không phải do hệ thống chính trị không phải là đơn đảng hoặc là đa đảng mà là do tham sân si của cá nhân con người. Có cơ chế thì kiểm soát dễ hơn. Và ở trong Việt Nam có Ủy ban kiểm tra Trung ương của Đảng và có rất nhiều cơ chế khác để phát hiện và ngăn chặn tiêu cực cũng như là nạn tham nhũng. Điều này tương tự như ở Trung Quốc. Ở nước Mỹ cũng thế. Tôi cũng đã làm nhiều chương trình cho biết ở nước Mỹ trong 20 năm từ năm 1997 tới năm 2018 đã lấy đi của nước Mỹ hơn 200.000 tỷ Mỹ kim. Tính ra như vậy, mỗi một ngày ở nước Mỹ tham nhũng và tiêu cực là khoảng 8 tỷ Mỹ kim. Nên vấn đề tham nhũng và tiêu cực cả lưỡng đảng, đa đảng hoặc đơn đảng cũng không thể nào diệt hết được không thể nào đòi hỏi được sự tuyệt đối chỉ là tương đối chính vì như thế theo CPI họ nói chúng tôi đánh giá 100 điểm là tuyệt đối thì không có quốc gia nào đạt được con số 100 điểm cả chỉ có 88 điểm là cao nhất và mỗi một quốc gia đều đánh giá theo địa thế văn hóa lịch sử cũng như tính tình con người ở nơi đó. Việt Nam trong năm 2021 đứng hàng thứ 87 trên con số 180. Đây không phải là một con số mà chúng ta hãnh diện, nhưng chúng ta tự hiểu rằng những ai lý luận đơn giản là căn nguyên của tham nhũng và tiêu cực thì điều đó lý luận là sai lầm lý luận đó là vì họ chỉ mong muốn có đa đảng mong muốn lật đổ được sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam lật đổ được đơn đảng để họ về họ thay thế lãnh đạo mà thôi nhưng tôi xin thưa với quý khán thính giả họ về họ lãnh đạo thì tiêu cực và tham nhũng còn tệ hơn bây giờ nữa bằng chứng những quốc gia đa đảng như ở tại nam mỹ như ở tại paraguay như ở tại indonesia như ở tại thái lan như ở tại philippines tệ nạn tham nhũng và hối lộ còn tệ hơn việt nam bây giờ những nước như ở tại nam sudan hoặc là ở tại sudan tham nhũng tràn lan kinh khủng nên chúng ta phải hiểu là tham nhũng hối lộ tiêu cực là do tham sân si của con người Chứ không phải là do bản chất của chế độ Nên ai mà nói rằng Bản chất của chế độ đơn đảng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo là tiêu cực và tham nhũng Thì kẻ đó đang nhắm mắt làm ngơ trước sự thật phú vàng của thế giới Mà CPI do Liên Hiệp Quốc công bố đã nói rõ ràng đó là thông tin tôi xin gửi đến quý khán giả về bài nói chuyện của đài RFA sai trái hoàn toàn và phản biện của tôi. Chân thành cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau.